Đã bao lâu con không về nhà, về với tuổi thơ con đã thật xa. Tối qua nước mắt con nhạt nhòa, nhìn nhà bên đoàn viên đây mà. Nếu cho con canh cửa thần kỳ, chạy ngay đến mẹ đâu lo lắng gì. Đem những món ngon đến lạ kỳ, chỉ dành cho con. Thời gian đã cướp đi tuổi xuân của mẹ, và con đã lấy đi giấc mơ của mẹ. Mẹ chỉ mong các con thật nhiều bình yên, thật nhiều an nhiên. Mẹ là vậy đó, tạo tần chiều khó, nuôi dưỡng linh hồn con nên lớn khôn. Từ những khúc ru âu ở đầu đời, từ những cuốn sách con học con chơi. Mẹ của con đó che chở dòng gió, cho con ấm êm giấc ngủ êm đềm. Cho con hiểu ra những khi mình sai, đặt ngàn ánh sáng hy vọng lên vai. Con hạnh phúc có mẹ trong đời. Đầu năm mới, con kính chúc nhạc mẫu phước như Đông Hải, thọ tỷ năm xuân. Con diễn hay quá. Dạ. Nè, mẹ lì xì cho dạ. Con nè. Cảm ơn mẹ. Dạ, thưa mẹ, con xin chúc mẹ mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, luôn luôn mạnh khỏe để sống đời với tụi con. Mẹ cảm ơn con gái của mẹ bữa nay đẹp quá, lì xì cho con đó. Dạ, cảm ơn mẹ. Dạ thưa mẹ, vợ chồng con chúc mẹ năm mới đầu tiên trên nước Mỹ dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Hai đứa lúc nào cũng có đôi hết. Nè mẹ lì xì nè. Dạ cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Ừ. Vợ con cũng có món quà muốn lì xì cho mẹ. Vậy mẹ. Hả? Con lì xì mẹ. Có tiền ở trỏng không? Trời ơi, nhiều lắm đó. Ừ. Cảm ơn con. Dạ. Dạ. Mẹ,
Con thì không giỏi ăn nói lắm. Hôm qua con đã thức sáng đêm và đọc 90 cuốn sách văn học để tìm một câu thật là ý nghĩa và mang nhiều cảm xúc dành tặng cho mẹ. Và con đã tìm được rồi. Mẹ, chúc mừng năm mới. Hả? Còn gì nữa không con? Hết rồi mẹ. Thằng quỷ, mệt con quá, lì xì cho con đó. Cảm ơn mẹ. Nhân dịp năm mới, con chúc bà ngoại sống lâu trăm tuổi với con. Giỏi quá. Ngoại cũng chúc con lúc nào cũng học giỏi, để cha mẹ con thương nha. Dạ. Ngoại lì xì con nè. Con cảm ơn bà ngoại. Dạ thưa mẹ. Thưa mẹ, nhân dịp năm mới, tụi con kính chúc mẹ thật nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn bình an mẹ nha. Cảm ơn con. Mẹ, con xin kính chúc mẹ năm mới thật là nhiều sức khỏe, và mong muốn là mẹ sống đời với tụi con nha mẹ. Con, mẹ cũng chúc con lúc nào cũng khỏe mạnh cho mẹ vui. Thấy con khỏe là mẹ vui rồi con. Nha mẹ, con thương mẹ nhiều lắm đó mẹ. Tết mình đừng buồn. Nè, mẹ lì xì tụi con nha. Dạ, con cảm ơn mẹ. Đây. À mẹ, ngày hôm nay á, con có một món quà thật là đặc biệt, con muốn tặng cho mẹ đó. Vậy hả? Ừ. Mẹ! Cái gì vậy? Dạ thưa mẹ, đây là chiếc ghế Fuji Massage. Tụi con đã tìm hiểu rất là kỹ và tìm được chiếc ghế này nó phù hợp với dốc dáng của người châu Á mình đó mẹ. Vậy hả? Thử đi mẹ. Thử mẹ, thử đi mẹ. Thử đi mẹ. Đỡ mẹ tụi bay. Từ từ mẹ cho mẹ ngồi đàng hoàng cái đã. Ngồi lên. Đó. Rồi tay nè. Cả nhà ơi, thấy mẹ ngồi giống nữ hoàng không? Mẹ, mẹ, mẹ ngồi đó mẹ sẽ có cảm giác giống như có một người nào mà massage từ đầu tới lòng bàn chân của mẹ luôn. Massage là gì? Là đấm bóp á. Đấm bóp thì nói đại đấm bóp đi. Mẹ, mẹ thấy sao? Mẹ thích không mẹ? Thích chứ. Nằm êm cái lưng quá. Xong tới con nha, xong tới con nha. Tới anh, tới anh. Ê, rồi con tôi sao? Cao Nguyên mà. Thôi từ từ rồi, ai đẩy tới mẹ mà. Mẹ con tôi sao? Xíu nữa hai lên. Mẹ trước nha. Út Bảnh đang chở mẹ với taxi đi chơi rồi. Giờ để anh chút xíu nha. Cái này xong là hai vợ chồng mình ăn cơm được rồi. Em phụ chồng nha. Thôi được rồi, cứ ngồi đó đi. Anh làm cho. Làm được không đó? Đừng nói với em hồi món mặn món lạc á. Sao không được? Thì cùng lắm lắc đi ăn nhà hàng thôi. Trời, nói vậy cũng nói được nữa. Nói vậy chứ bây giờ anh có nấu mặn hay nấu lạc hay nấu đắng gì em cũng ráng nuốt nữa. Tại vì biết đâu mai mốt không có còn cơ hội anh nấu cho em ăn nữa thì sao? Em đừng có nói như vậy. Hứa với anh, em sẽ cố gắng. Em có biết là mọi người ai cũng thương em hết không? Mẹ nè, Jessie nè, và cả anh nữa. Anh không có muốn xa vợ anh. Hôm nay anh sao vậy? Tại sao lại ngồi bên đây? Mỗi khi em vẫn thấy anh ngồi bên kia mà. Hôm nay anh muốn được ngồi gần vợ anh, để được nhìn kỹ từng cử chỉ, từng ánh mắt của vợ anh. Anh không có muốn xa vợ anh. Anh nói làm như ngày mai em đi mổ, em không có trở về vậy. Anh yêu em lắm. Em có biết không vợ? Em là tất cả của cuộc đời anh.
hai đứa mình trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, cuối cùng mới đến được với nhau. Rồi con của mình chào đời, đó là kết quả tình yêu của hai đứa mình. Anh hứa sẽ không bao giờ xa em. Em cũng vậy, đừng có rời xa anh nha. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh che chở và bảo vệ cho mẹ con em. Anh sẽ không bao giờ buông tay em dù bất cứ giá nào. Anh hứa, anh hứa với em. Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều. Sẽ không ai thay thế được anh trong lòng của em đâu. Qua đêm nay em không biết nữa, em không muốn. Thực sự em không có muốn. Em không có muốn chết. Em hứa với anh đi. Em không muốn xa con em đâu. Em hứa với anh là không bao giờ xa anh, không bao giờ xa con nha. Em hứa với anh đi. Em hứa. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Em hứa. Em không sao đâu, anh với con đợi em ở ngoài này nha. Mami ơi, mami mau khỏe rồi về với con nha. Cô Tư phải mau khỏe lại rồi về nhà anh hai nấu ăn nha. Tư ơi, anh thương em nhiều lắm, cố gắng lên nha. Ráng khỏe, anh Tư mua cho em cái giỏ LV nha. Mẹ đâu? Mẹ với Út Bảnh đâu? Út đang chở mẹ tới đó em. Chắc kẹt xe chút xíu thôi. Mẹ tới liền à, Tư đừng có lo nha. Cố lên nha em. Ráng nha Tư. Ráng nha Tư. Em lo quá. Chị ơi, tôi sẽ không sao phải không? Chị đừng có lo nha, đội ngũ y tá và bác sĩ ở đây rất là giỏi, sẽ giúp chị mau khỏe trở lại, chị yên tâm nha. Tại tôi còn mẹ già với con nhỏ nữa. Với chồng tôi, với anh chị đang chờ ở ngoài nữa. Chào chị, tôi là bác sĩ phụ trách ca mổ của chị sáng nay. Đội ngũ nhân viên rất là chuyên nghiệp, sẽ cố gắng hết mình để giúp cho chị. Dạ. Và trước khi chúng tôi bắt đầu thì bác sĩ sẽ gây mê giúp cho chị ngủ một giấc. Khi mà chị tỉnh lại rồi thì ca phẫu thuật đã hoàn tất. Vậy trước khi bắt đầu chị có hỏi gì không? Dạ, chắc chắn là tôi sẽ được cứu phải không bác sĩ? Chị yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Dạ. Dạ chị, bây giờ mình có thể bắt đầu được chưa bác sĩ Tony? Chúng tôi bắt đầu gây mê cho bệnh nhân đây. Chị yên tâm ngủ một giấc ngon nha chị. Cảm ơn chị.
bao lâu con không về nhà, về với tuổi thơ con đã thật xa. Tối qua nước mắt con nhạt nhòa, nhìn nhà bên đoàn viên đây mà. Nếu cho con cánh cửa thần kỳ, chạy ngay đến mẹ đâu lo lắng gì. Đem những món ngon đến lạ kỳ, chỉ dành cho con. Thời gian đã cướp đi tuổi xuân của mẹ, và con đã lấy đi giấc mơ của mẹ. Mẹ chỉ mong các con thật nhiều bình yên, thật nhiều anh em. Mẹ là vậy đó, tạo tần chiều khó, nuôi dưỡng linh hồn con nên lớn khôn. Từ những khúc ru âu ngơ đầu đời, từ những cuốn sách con học con chơi. Mẹ của con đó che chở dòng gió, cho con ấm êm giấc ngủ êm đềm. Cho con hiểu ra những khi mình sai. Vậy thường xuyên nhà mình ra đây thăm bà ngoại hết ra đi. Đúng rồi con, tại vì bà ngoại ra đây ở rồi, không còn ở nhà mình nữa, nên thỉnh thoảng cả nhà mình cùng nhau ra đây thăm bà. Dạ. Mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Sao mẹ không có nói cho con biết cái gì hết vậy? Mọi người cũng không ai nói cho con biết cái gì hết đó. Con bảo lãnh mẹ qua là tại vì con muốn báo hiếu cho mẹ, con muốn phụng dưỡng cho mẹ. Nhưng mà tại sao mẹ lại bỏ con đi rồi mẹ? Mẹ ơi, mẹ không muốn anh và mọi người cho em biết là bởi vì mẹ sợ em không đồng ý. Vì chỉ có mẹ mới có thể cứu được em mà thôi. Cơ hội thành công rất thấp, không có nghĩa là không còn cơ hội phải không bác sĩ? Phải. Tôi sẽ hiến gan của tôi để cho cô ấy. Anh vừa nói gì? Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi. Mong bác sĩ hãy lấy gan của tôi ghép cho cô ấy đi ạ. Thường thì bệnh viện sẽ nhận nội tạng từ những người hiến xác cho y học. Có nghĩa là sau khi họ vừa mất, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật lấy những bộ phận còn khỏe mạnh để lưu trữ vào ngân hàng của bệnh viện. Còn đối với những người khỏe mạnh như anh, nếu phẫu thuật cắt ghép gan thì nguy cơ tử vong sẽ cao hơn so với những người được ghép gan. Không sao. Nếu như còn cơ hội cứu sống vợ tôi, bằng giá nào tôi cũng làm. Nhưng bệnh viện có thể giữ bí mật này cho tôi được không? Đừng cho cô ấy biết người hiến gan là ai. Nếu như anh chấp nhận và cam đoan như vậy thì chúng tôi đồng ý. Đó chỉ là vấn đề thứ nhất. Còn vấn đề thứ hai... Vấn đề thứ hai là gì? Trước tiên chúng tôi cần phải tiến hành xét nghiệm gan của anh và cô ấy để xem có tương thích với nhau hay không. Nhưng tỷ lệ tương thích của những người không cùng huyết thống như anh thì khả năng sẽ rất là thấp so với những người có cùng máu mủ ruột thịt. Còn cơ hội là còn có thể. Mong bác sĩ tiến hành sớm giúp tôi nha. Anh Tư. Ủa mẹ, Út, sao hai người lại ở đây vậy? Cho mẹ thử với. Mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi, không có nên đâu. Biết đâu mẹ hợp với con Tư. Cho mẹ thử đi mà. Con... Nhà con. Nè con, giấy xét nghiệm này có nghĩa là gan của mẹ hợp với con Tư nhất hả con? Dạ đúng rồi mẹ. Vậy mẹ mừng quá. Như vậy là mẹ sắp cứu được con Tư rồi. Mẹ ơi, nhưng mà bệnh viện nói là gia đình mình suy nghĩ cho thật kỹ. Vì tuổi mẹ cũng đã lớn rồi, nếu lỡ như có chuyện gì, con sợ mẹ... Mẹ không sao đâu, con đừng lo. Mẹ khỏe. Mẹ khỏe mà, mẹ làm được.
Cứu được con Tư thì giá nào mẹ cũng làm. Dạ. Nó là đứa thiệt thòi nhất trong gia đình đó con. Hồi nhỏ nó phải nghỉ học sớm, ở nhà lo kiếm tiền phụ cha mẹ. Qua tới đây nó cũng có một thân một mình, bươn chải lo lắng trả nợ cho thằng Út, bảo lãnh mẹ với thằng Út qua đây. Nó là đứa thiếu tình thương, mẹ muốn bù đắp cho nó. Làm được gì mẹ sẽ làm. Mẹ ơi, con mắc nợ mẹ rất nhiều. Mẹ chỉ muốn cho con Tư nó khỏe. Con hứa là con sẽ yêu thương Hoàng Mỹ, lo lắng, che chở, bảo vệ nó. Dạ. Thay cho mẹ, đem niềm vui cho con gái của mẹ nghe con. Dạ mẹ. Nhưng mà còn tiền viện phí tốn kém, sao con trả? Nhưng mà lần trước con có bàn với cô ấy, cô nói là có một tổ chức từ thiện sẽ tài trợ số tiền này toàn bộ cho Mỹ đó mẹ. Như vậy có phải con Mỹ có phước quá không? Dạ. Con cảm ơn trời Phật. Nhưng mà nè, có một điều này con phải hứa với mẹ nghe. Dạ. Con và mấy anh chị ở trong nhà tuyệt đối không cho con Mỹ nó biết chuyện nghe không? Dạ. Nó mà biết mẹ hiến gan, nó sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Dạ. Nhìn nhà bên đoàn viên đây mà mẹ đi, dần, mẹ đã sinh con ra đời, mẹ đã nuôi dạy con khôn lớn, con đã cố gắng thiệt là nhiều để đón mẹ qua đây để báo hiếu cho mẹ. Con chưa làm được cái gì cho mẹ hết đó, mà mẹ đã làm cho con một việc quá lớn. Nhưng mà bây giờ mẹ có ở nơi đâu đi chăng nữa, con cũng nghĩ là lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con. Bởi vì con chính là một phần thân thể của mẹ, cũng như mẹ cũng chính là một phần thân thể của con. Nhưng mà bây giờ trong những bữa cơm chiều sẽ không có còn mẹ nữa rồi. Mẹ ơi, con phải làm sao? Mẹ thương con, mẹ thương con nhiều lắm. Con hãy nhớ lúc nào mẹ cũng luôn ở bên cạnh các con. Bây giờ mẹ đã biết mục đích mẹ sang bên này là gì rồi. Đó là để bảo vệ cho con, cũng như sau này con sẽ dạy lại cho con của con. Dù sống ở nơi đâu cũng phải hiếu đạo làm đầu nha con. Mẹ yêu con. Mẹ già một mình nuôi con lớn, trải qua trăm ngàn gian khổ nhọc nhằn, mẹ không than thở vì con xuôi ngược bao tháng ngày. Và thế chân con đến bên bờ hạnh phúc, để rồi mẹ tôi cô đơn biết mấy khi hoàn cảnh sống không thuận hòa. Rồi mẹ tôi đã hy sinh để cứu lấy con yêu. Mẹ tôi đã lìa cõi thế để cho con sống.